Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 421 người này đến với ý đồ không tốt Ban đầu, khi nhà họ Dương quyết định tấn công vào thị trường Tân Hải Chính Dương Trạch Thiên đã bổ nhiệm Dương Xuyên đến đó Dẫu sao, Dương Xuyên cũng là người có nhiều mưu kế nhất trong số những người cháu của ông ta nên rất đáng tin cậy Và lại, Tân Hải là một thành phố nhỏ Dù ông ta có cử ai đến đó thì họ cũng thuận lợi hết thôi Lúc đầu, cả nhà họ Dương đều tự tin như vậy để chiếm lĩnh được thị trường của Tân Hải, họ không tiếc bỏ ra những 80 tỷ. Audio điện tử võ tấn bền Đây không phải một khoản tiền nhỏ. Kết quả, cả nhà họ đều không ngờ là mình lại thất bại hoàn toàn. Nguyên nhân là vì tập đoàn Bắc giã. Muốn đấu với tập đoàn này mà chỉ có 80 tỷ thì đương nhiên là không đủ. Nhưng chuyện nào chỉ có vậy, để chiếm được bến cảng của Tân Hải, nhà họ Dương đã dốc hết vốn liếng ra rồi thậm chí còn liều mình đập nổi bán sắt. Nhưng kết quả là thất bại. Nguyên nhân đương nhiên cũng tại tập đoàn Bắc Giã. Dù không cam tâm, nhưng họ cũng đành cắn răng chịu vì không phải ai cũng có thể đắc tội với tập đoàn ấy được. Nhưng ai dè, chưa bao lâu sau, nhà họ Dương lại bị kẻ khác công kích. Thế thì sao mà họ chịu được chứ? Con nói vậy cũng có khả năng. Dương Trạch Thiên sầm mặt, sau đó chuẩn bị cho người đi điều tra đúng lúc này chợt có tiếng bước chân vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của phòng khách tất cả mọi người đều ngừng đầu lên chỉ thấy một người thanh niên mặc đồ đen vác một cái bao tải trên lưng rồi thong dong đi tới Wow, đây là nhà họ dương đấy hả hèn chi xa hoa thế hoành tráng đấy người thanh niên nhìn ngó xung quanh rồi đưa ra lời nhận xét cậu là ai dương sơn tiến lên rồi hỏi người nhà họ dương đều cau mày lại người này đến với ý đồ không tốt. Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi đến để cảnh cáo nhà ông. chương 422, có phải ông đang lo lắng lắm đúng không? Dương Trạch Thiên cao mày rồi lạnh giọng hỏi. Ông chưa đủ tư cách để biết đâu. Người thanh niên lắc đầu rồi chợt biến sắc mặt, tất cả những chuyện vừa rồi đều là bài học cho các người đấy, tự lo liệu đi. Dứt lời, người thanh niên ném cái bao tải trên vai xuống đất rồi quay người bỏ đi. Cậu, Dương Sơn cao mày đang định nói gì đó nhưng đối phương đã biến mất rồi. Bây giờ mọi người đều dồn hết ánh nhìn về cái bao tải giữa nhà. Cái bao tải này khá lớn, chắc chắn thứ ở bên trong cũng không nhỏ. Thoạt nhìn giống hình dáng của con người. Dương Trạch Thiên ngẩng đầu lên ra hiệu, bấy giờ Dương Sơn mới dám tiến lên kiểm tra. Nhưng khi nhìn thấy người ở bên trong cái bao tải đó, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi nhất là Dương Sơn, mắt ông ta sắp rơi cả ra ngoài. Tiểu Xuyên, con làm sao thế này? Chết tiệt, ai dám làm con da nông nỗi này? Bố sẽ lấy mạng nó. Dương Sơn phẫn nộ gào lên như đã phát điên, đôi mắt ông ta đỏ ngầu như sắp phun ra lửa. Lúc này, Dương Xuyên vẫn đang hôn mê. Chân tay của hắn ta buông thóng, mặt thì tái nhợt, nhìn thôi đã khiến người ta sợ chết khiếp. Đáng chết, rốt cuộc là ai làm? dương trạch thiên cũng tức tối gầm lên sau đó thấy hối hận vì đã để người thanh niên kia bỏ đi dễ dàng đây đúng là một sự khiêu khích trắng trợn với nhà họ dương bố con không cần biết đó là ai nhưng con sẽ trả thù cho tiểu xuyên nó dám động đến con trai con con phải giết nó dương sơn gào thét điên cuồng ông ta chỉ có một đứa con trai này giờ nó bị người ta đánh thừa sống thiếu chết vậy thì sao mà nhịn cho nổi yên tâm bố sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Sau đó, ông ta nói tiếp, mau đưa người đến bệnh viện, mọi người giải tán hết đi. Dương Trạch Thiên xua tay, chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mình ông ta trong phòng khách. chương 423 Dương Xuyên không phải kẻ ngốc. Dương Trạch Thiên thở dài một hơi, thậm chí thấy hơi hối hận vì đã nhúng tay vào chuyện này. Cậu Ngô, ngày xưa là cậu bảo tôi làm vậy, nhưng kết quả là bây giờ, nhà họ Dương tôi đang mất hết cả trì lẫn trải rồi nghe thấy thế cậu ngô kia chỉ mỉm cười thản nhiên lo gì chứ chuyện nhỏ thôi mà mới có chút chuyện thế mà đã không chịu nổi thì sao làm được việc lớn dương trạch thiên chỉ biết cười khổ khi nghe thấy vậy cậu ngô tôi chỉ muốn biết người đó là ai dương xuyên không phải kẻ ngốc người đó chẳng những tấn công công ty nhà họ dương mà còn đánh dương xuyên ra nông nỗi này thậm chí còn đến tận nơi khiêu chiến chứng tỏ người đó không coi nhà họ dương ra gì hết vì sự sống còn của gia tộc, ông ta buộc phải thận trọng. Ông cứ bình tĩnh đi, nhà họ không còn đường lui nữa đâu. Cậu Ngô chỉ cười rồi nói một cách hờ hứng, khiến Dương Trạch Thiên xa sầm mặt. Đây chính là đầm lầy, chỉ cần bước chân xuống thì không thể ngoi lên được nữa, đương nhiên ông ta biết điều này. Cậu Ngô vẫn thở ơ đi tới vỗ vai ông ta. Yên tâm, chúng ta đi chung thuyền rồi, nếu tôi có thể mở bến cảng, đương nhiên sẽ không để tập đoàn Bắc giã độc quyền đâu dương trạch thiên sầm mặt cau mày mãi không giãn ra được thế cậu định làm thế nào cậu ngô vẫn mỉm cười với vẻ thản nhiên như cũ phải công nhận là tôi cũng không ngờ người đó lại xuất hiện ở tân hải nhưng như thế cũng hay tôi sẽ có thể hiểu hơn về người đó nghe vậy dương trạch thiên càng nhíu chặt hàng lông mày hơn đến cậu ngô còn phải thận trọng như vậy có lẽ nhà họ dương đã chọc phải một người không nên đụng tới rồi hy vọng Họ chọn đi theo cậu Ngô là sự lựa chọn đúng đắn. Sáng sớm ngày hôm sau, cho con gái đi học xong, Lạc Tuyết nhàn rỗi về nhà. Chương 424, chính là nơi này, có thích không? "Hả?" Lạc Tuyết lập tức ngớ người. "Tối qua, Sở Bác mới nói để anh lo chuyện mặt bằng. Nhưng như vậy có phải hơi nhanh quá không?" Hai vợ chồng đi xuống bắt taxi, Sở Bác nói địa chỉ, không lâu sau chiếc xe đã dừng trước một con phố thương mại ở trung tâm thành phố. Sở Bắc, anh đừng nói là mình sẽ thuê cửa hàng ở đây nhé. Nhìn con đường đông người qua lại ở phía trước, Lạc Tuyết không khỏi thấy trột dạ. Đây là con phố thương nghiệp sầm uất nhất thành phố. Lượng khách đông, vị trí đẹp, nhưng tiền thuê một cửa hàng nho nhỏ ở đây ít cũng phải mấy trăm nghìn một năm. Họ lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Chưa kể đến tiền nhập hàng, riêng tiền thuê đã không đủ rồi. Tại sao không? Sở Bắc mỉm cười rồi một tay kéo lạc tuyết, một tay chống gậy trúc đi tới một cửa hàng. Mấy người đừng có ngây ra đó nữa, mau chuyển mấy cái thứ này đi đi, lát nữa người ta tới rồi. Hai người đến trước một cửa hàng ngay trung tâm con đường buôn bán. Chỉ thấy biển hiệu cửa hàng đã bị rỡ xuống. Bên trong cửa hàng, một người phụ nữ trung niên đang chỉ bảo nhân viên dọn đồ. Người phụ nữ trung niên trông khoảng hơn 35, hơi béo vẻ mặt rất nghiêm túc như thể tâm tình không tốt lắm mau làm đi tay chân nhanh nhẹn lên tôi nói mấy người nhẹ nhàng chút cái bàn này của tôi là gỗ tử đàn đấy làm hư rồi các cô cậu cũng không đền nổi đâu anh còn đứng ngây đó làm gì không nhìn thấy còn nhiều đồ chưa dọn à chẳng lẽ muốn tôi tự thân động tay sao người phụ nữ chống tay vênh mặt hất hàm ở bên cạnh vẻ mặt nhân viên đành chịu cũng chỉ có thể làm theo Lạc tuyết ở bên cạnh nhìn thấy vậy, cũng thầm giật mình. Trong bộ giảng, nơi này có lẽ trước đây là một cửa hàng đồ xa xỉ. Nhưng bây giờ đã đóng cửa rồi. Chính là nơi này, có thích không? mươi 425 Lạc tuyết thật sự có phần tức giận. 300.000 kia của anh có lẽ cũng không đủ thuê một tháng nữa. Sở bắc, anh chắc chắn sao? Nhưng chúng ta không có tiền. Giọng điệu lạc tuyết chán nản, có chút trột dạ. Yên tâm, sở bắc khẽ cười không giải thích người phụ nữ kia có vẻ cũng nhìn thấy sở bắc và lạc tuyết nên lập tức nhíu mày chật chật mấy người đến đây làm gì không nhìn thấy biển hiệu bị tôi dỡ xuống rồi sao không có chuyện gì thì mau đi đi người phụ nữ vừa mở lời đã rất tức tối hô tay đuổi sở bắc và lạc tuyết như đuổi ruồi vậy lạc tuyết nhướng mày người phụ nữ này không phải ăn trúng thuốc súng rồi chứ sở bắc khẽ nghiêng đầu vẻ mặt vô cảm nếu tôi nói không sai thì cửa hàng này đã bị mua lại rồi đúng chứ nghe thấy lời này người phụ nữ khẽ nhíu mày nhìn kỹ sở bắc một lượt rồi hư một tiếng chẳng lẽ cửa hàng này bị cậu mua lại rồi người phụ nữ nhíu mày nói đến đây trong lòng rất không vui thế nào cậu là muốn đến xem tôi đã dỡ xuống chưa hay là muốn đến xem chuyện cười của tôi nghe thấy vậy lạc tuyết cũng cảm thấy khó chịu trong lòng đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ Rốt cuộc người phụ nữ này sao vậy, miệng một ngụm thuốc súng. Sở Bắc cũng khẽ nhíu mày. Chỉ tùy tiện xem mà thôi, có vấn đề gì sao? Công bằng mà nói, Sở Bắc đã rất lịch sự rồi. Nhưng người phụ nữ kia lại giống như ăn trúng pháo đốt vậy, chỉ vào mũi Sở Bắc mà mắng. Nhìn gì mà nhìn, xem cái khỉ gì mà xem, bà đây làm ăn thất bại, thấy vui lắm sao? Mau cút đi cho bà, còn xem nữa tôi móc mắt cậu ra. Người phụ nữ vừa dứt lời, sắc mặt lạc tuyết thoáng chốc đã trắng nhợt, tức đến mức tay siết chặt, bất bình. Thì ra, người phụ nữ này là vì làm ăn thất bại nên mới ôm lửa giận, rồi chút giận lên người cô. Bà này, sao bà lại như vậy? Audio điện tử võ tấn bền chương 426, ha, khẩu khí lớn lắm. Đừng có vui mừng sớm, nhiều nhất 3 tháng là cô sẽ khóc thôi. Đến lúc đó, cô cũng sẽ thương tích đầy mình, còn thảm hơn cả tôi. giọng điệu người phụ nữ chanh chua sắc bén, lúc nói chuyện nước bọt còn bắn tung tóe. đúng là đàn bà chanh chua. bác, bác, lạc tuyết tức đến mặt mũi trắng bệch, cả người cũng không nhịn được run rẩy. người phụ nữ này miệng độc quá rồi. bà ta như vậy, không sập tiệm mới lạ. mắt thấy tâm tình lạc tuyết đang tốt thoáng chốc đã bị mất hết. sở bác tiến lên, sắc mặt đã u ám hơn nhiều. bà là dương tinh là họ hàng thân thích nhà họ Dương, 6 năm trước đến Tân Hải mở cửa hàng, nhưng mấy năm liên tục đều lỗ. Bởi vì mắc nợ liên miên, dẫn đến phá sản, tôi nói đúng chứ? Sọng điệu sở bắc lạnh nhạt, đợi anh nói xong thì người phụ nữ đối diện đã lập tức xứng người. Cậu, sao cậu biết? Cậu điều tra tôi. Sở bắc hừ một tiếng, bà cảm thấy bà có gì đáng để tôi điều tra chứ? Nói xong, ánh mắt chợt lạnh đi, cho bà 5 phút, xin lỗi tiểu tuyết, sau đó cút đi lạc tuyết là giới hạn của anh trước giờ sở bắc chưa từng đánh phụ nữ xin lỗi đã là giới hạn thấp nhất rồi hừ cô ta là thá gì chứ cũng xứng để tôi xin lỗi sao dương tinh hừ lạnh hoàn toàn không quan tâm lời cảnh cáo của sở bắc đừng cho rằng cậu mua cửa hàng này rồi thì có thể nói gì với tôi cũng được cậu không xứng đâu mắt thấy người phụ nữ này không những không xin lỗi mà còn ngông cuồng hơn vẻ mặt sở bác thoáng chốc đã lạnh hẳn. chương 427 chuyện này rất phức tạp, vẻ mặt thoáng chốc có chút mất tự nhiên. Cậu, lời này của cậu là sao? Dương tinh cắn răng, giọng điệu lập tức sợ hãi hơn không ít. Mà lạc tuyết ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Thứ nhất, Dương tinh này là bà con của Dương Xuyên, thực sự khiến cô có chút bất ngờ. Thứ hai, Dương Xuyên không phải đã rời khỏi Tân Hải hôm qua rồi sao? Hắn ta có thể có kết cục gì? Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở bà một chút mà thôi." Sở Bắc lạnh nhạt cười, từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. "Nếu không muốn giống với người quen của mình, thì bây giờ, xin lỗi, sau đó cút đi." Giọng điệu Sở Bắc lạnh lẽo, tuy rất bình tĩnh, nhưng rất chắc chắn. Dương Tinh đối diện cả người dùng mình, sắc mặt rất khó coi. Ánh mắt nhìn Sở Bắc, thoáng chốc cũng thay đổi ít nhiều. Sở Dĩ bà ta bán cửa hàng, vội vàng rời khỏi Tân Hải là vì có dính dáng đến dương xuyên rất nhiều vốn dĩ bởi vì quan hệ với nhà họ dương nên bà ta lăn lộn ở tỉnh thành cũng không ra gì nhưng ở tân hải thì lại rất dễ dàng nhất là sau khi dương xuyên đến bà ta lại càng tự tin hơn chắc chắn có thể làm ăn lớn hơn chỉ là từ sau hôm qua bà ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi với thân phận của bà ta đương nhiên không có tư cách đến đại hội đấu thầu nhưng kết quả đương nhiên bà ta biết. Nhà họ Dương thất bại rồi, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Vậy cũng thôi đi, dù sao, nhà họ Dương là gặp phải tập đoàn Bắc giã. Nhưng chuyện mấu chốt là, tối qua bà ta nhận được điện thoại của bố. Dương Xuyên xảy ra chuyện rồi. Tay chân bị người ta đánh gãy, vứt đến nhà họ Dương. Sau khi tỉnh lại, cả người mơ mơ màng màng, giống như tên ngốc vậy. chương 428, như vậy được rồi chứ cậu, rốt cuộc cậu là ai? Dương Tinh nhìn sở bắc chằm chằm, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. giọng điệu nói chuyện thậm chí còn có chút e sợ. Một phút đồng hồ, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Sở bắc không đáp, mà chỉ nhìn đồng hồ. Ngón tay khẽ gõ trên gậy gỗ, như đang đếm thời gian vậy. Xung quanh thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Lạc tuyết hơi ngây người, không biết lời của sở bắc nói rốt cuộc là sao. Lại có thể dễ dàng như vậy, khiến người phụ nữ ngạo mạn trước mặt cũng giật mình còn dương tinh nhìn sở bắc chằm chằm sắc mặt đã trở nên tái hơn hoàn toàn không còn bộ dạng hống hách lúc nãy nữa ngay cả mấy nhân viên kia của bà ta tuy không nói gì nhưng trong lòng rất hả hê lão yêu bà này lúc nào cũng ngang ngược không nói lý bình thường cũng phải chịu đựng bà ta không ít cuối cùng hôm nay cũng có người có thể khống chế được bà ta đúng là đáng đời cộp 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 ngón tay của sở bắc, không hơn không kém mà gõ vừa đúng 60 cái. Mắt thấy Dương Tinh vẫn không có ý định xin lỗi, bất giác khẽ lắc đầu. Nếu đã vậy thì tôi cũng không muốn làm khó nữa. Báo cho người nhà bà đi, 10 phút sau đến dọn xác. Giọng điệu sở bắc lạnh nhạt, nhưng lại rất kiêu ngạo. Phù phù, Dương Tinh vừa nghe thì toàn thân đã run lẩy bẩy, theo bản năng quỳ xuống. Bà ta có trực giác nếu còn không xin lỗi, e là sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ xin xin lỗi dương tinh cúi đầu tuy xin lỗi nhưng âm lượng lại nhỏ đến mức cả bản thân cũng chẳng nghe thấy rõ chưa ăn gì sao vừa nãy tôi thấy bà mắng người ta giọng to lắm mà sở bắc quay đầu giọng điệu thoáng chốc đã lạnh hơn xin lỗi tôi không nên mắng cậu tôi xin lỗi cậu như vậy được rồi chứ dương tinh nâng cao giọng nói xong thì ngẩng đầu mong mỏi nhìn sở bắc mặc dù không biết thân phận cụ thể của sở bắc, nhưng bây giờ, bà ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái nơi rách nát này. chương 429 cửa hàng này, chỉ là khởi đầu mà thôi. Lúc này mới đứng lên, một câu cũng không dám nói, vội vàng sai bảo nhân viên dọn dẹp. Chẳng mấy chốc, chỉ mất một tiếng đồng hồ, mặt tiền đầy áp đồ đạc thoáng chốc đã trống trơn. Nhìn không gian rộng lớn trước mặt, lạc tuyết bất giác há hốc miệng, không khỏi kinh ngạc. Sở Bắc, Mặt tiền rộng như vậy, một năm phải mất bao nhiêu tiền thuê? Không thể không nói, nơi này dù là số lượng người hay vị trí thì đều rất tốt. Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết, một năm mấy trăm nghìn, chắc chắn không thuê nổi. Về chuyện này, sở bác lại cười lắc đầu. Lạc tuyết đang rất kinh ngạc thì lại nghe sở bác nói, không cần, đã mua lại rồi, sau này nơi này chính là địa bàn của riêng em. Mua lại rồi. Lạc tuyết há hốc miệng, trong lòng vô cùng kinh ngạc mặt tiền rộng như vậy muốn mua lại không có mấy triệu chắc chắn cũng không mua được đúng chứ sở bắc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy lạc tuyết nghi hoặc trong lòng nhưng mắt thấy sở bắc không có ý giải thích thì cũng không hỏi nhiều nơi này là của em rồi lên kế hoạch đi sau này muốn làm gì cũng được sở bắc khẽ cười cậu đã từng hứa sẽ cho lạc tuyết mọi thứ bà muốn cửa hàng này chỉ là khởi đầu mà thôi lạc tuyết chợt cảm thấy ngọt ngào trong lòng lúc trước cô làm việc thừa chết thiếu sống ở tập đoàn lạc thị bây giờ lại rơi vào kết cục này sau này cô sẽ chỉ sống vì bản thân và người nhà thôi đang muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy sở bắc đeo kính chống gậy lạc tuyết hít sâu một hơi nói sở bắc hay là chúng ta đến bệnh viện khám xe mắt của anh tuy trước giờ không nói nhưng mắt của sở bắc vẫn luôn là tâm bệnh của cô Mặc dù cảm thấy không đáng cho Sở Bắc, nhưng Giác Mạc lại quyên cho loại người như Lạc Mai. Nhưng nếu có thể chữa được mắt của Sở Bắc, thì dù có bỏ ra cái giá cỡ nào, bà cũng nguyện ý. Thế nhưng, Sở Bắc chỉ cười, khẽ lắc đầu. Yên tâm, một tháng sau, Lạc Mai sẽ trả lại Giác Mạc cho anh. A. À, Lạc Mai ngơ ngác. Chương 430, chẳng phải là chuyện tốt sao? Lạc Tuyết gật đầu, trong lòng không tránh khỏi kỳ lạ hình như cũng giống như lời sở bắc mắt nhìn không thấy cũng không ảnh hưởng gì đến anh chuyện này vẫn rất kỳ lạ lạc tuyết không hỏi thêm cô là người tâm tư tinh tế sở bắc không nói chắc hẳn có nỗi lòng riêng của mình lạc tuyết cũng là người không chịu ngồi yên nếu nơi này đã là của mình thì đương nhiên phải dọn dẹp cho sạch sở bắc cũng không nhàn rỗi giúp đỡ một tay bận rộn hai ba tiếng đồng hồ bên trong cửa hàng đã được dọn sạch sẽ Tôi nghĩ rồi, hay là mở cửa hàng đồ chơi đi. Tâm Vũ thích đồ chơi, có thể để con bé chơi thoải mái. Hơn nữa quanh đây cũng có không ít khu nhà ở, đối diện còn có trường mẫu giáo, chuyện kinh doanh sẽ không tệ đâu. Tôi cũng không muốn có thể kiếm nhiều tiền, chỉ cần có thể đủ ăn đủ mặc là được rồi, anh cảm thấy thế nào? Nghe thấy Lạc Tuyết hỏi ý kiến mình, Sở Bắc cười gật đầu. Em nói là được, chỉ cần em muốn làm, anh sẽ không phản đối lạc tuyết ừ một tiếng trong lòng cảm thấy ấm áp mặc dù lúc trước không có cảm giác gì với sở bắc nhưng qua những ngày sống chung với nhau cô mới phát hiện sở bắc không hề đáng ghét như mình tưởng tượng lại càng không phải tên mù hay đồ bỏ đi trong mắt người khác huống hồ con gái hai người cũng đã lớn như vậy cứ vậy sống cả đời hình như cũng là lựa chọn không tệ nghĩ đến đây lạc tuyết chợt đỏ mặt có lẽ Quyết định cứu anh lúc đầu cũng không hoàn toàn là sao. Bầu không khí bất giác có chút mập mờ. Nhưng sau đó, điện thoại trong túi cô vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Nhìn thấy là mẹ Chu Cầm gọi đến, cô vội nhấn nghe. Cũng không biết Chu Cầm bên kia nói gì, Lạc Tuyết cúp điện thoại có chút bất đắc dĩ khẽ cười. Sao vậy? Lạc Tuyết đành chịu cười, mẹ tôi quay về rồi, về với mẹ còn có gì với anh họ nữa sở bắc gật đầu chẳng phải là chuyện tốt sao thôi vậy do anh không biết bọn họ lạc tuyết như nghĩ đến gì đó có chút tức giận bất bình những lời còn chưa nói hết thì chỉ thở dài một tiếng cũng không có gì mẹ nói muốn mời bọn họ ăn bữa cơm để em đặt chỗ còn nói không được quá xuề xoàng lạc tuyết có phần bất đắc dĩ mẹ cô hay sĩ diện cũng không phải chỉ là mới một hai ngày audio điện tử võ tấn bền Chương 431 chu lệ đã không kịp đợi nữa rồi. Mẹ, ở đây. Sở Bắc và Lạc Tuyết vừa đến nơi thì thấy Chu Cầm từ trên xe taxi bước xuống. Ở phía sau còn có một nam một nữ đi theo. Người đàn ông thì chừng 25, 26, mặc đồ thể thao, để tóc dài. Vóc dáng hơi gầy khẽ đong đưa trong gió, trông như một con khỉ ốm vậy. Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ gần 50. Vóc dáng hơi mập tóc xoăn phối với bộ quần áo vàng đất trông không hợp chút nào. Chỉ là nhìn vẻ mặt thì đã biết không phải kiểu người dễ chọc. Chật chật, em nói chị đấy, không dễ gì em mới đến một chuyến, chị lại đưa em đến đây ăn. Chẳng có phẩm vị gì cả. Người phụ nữ đến trước mặt nhà hàng, khẽ chép miệng ghét bỏ. Bộ dạng đó, không biết còn tưởng là quý bà từ đâu đến nữa. Đúng vậy, gì à, tiệm cơm này không có đẳng cấp gì cả, căn bản không so được với mấy chỗ bình thường nhà cháu hay đi. Nếu gì không có tiền thì bữa cơm này cháu mời, chúng ta đổi một nơi ăn ngon hơn đi. Ở bên cạnh, thanh niên kia bĩu môi. Lời nói ra mang tính sát thương quá lớn, lại cực kỳ sỉ nhục. Sắc mặt Chu Cầm ở bên cạnh có có chút khó nhìn. Đừng vội mà, nhà hàng này chỉ là bên ngoài nhìn không ra sao, thật ra bên trong rất xa hoa. Chu Cầm thích sĩ diện là chuyện ai ai cũng biết. Lúc này lại cắn răng nghiến lợi giải thích, trong lòng thì đang thầm mắng. Lạc Tuyết và Sở Bắc làm gì vậy chứ? Không phải đã nói trước tìm một nơi đẳng cấp sao? Chỗ này là sao chứ? Mất hết mặt mũi tôi rồi. Lạc Tuyết và Sở Bắc cách đó không xa, đương nhiên cũng nghe thấy lời ba người họ, vẻ mặt không được tự nhiên. Sở Bắc khẽ nhíu mày, xem như anh cũng biết lúc trước tại sao Lạc Tuyết lại dùng giọng điệu như vậy rồi. "A, à, chúng con đã đặt chỗ rồi, đi bên này." mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng lạc tuyết vẫn tiến lên chào hỏi người phụ nữ trước mặt chính là dì ruột của cô chu lệ mà người đàn ông gầy ốm bên cạnh là em họ của lạc tuyết dương ân nhà ngoại của lạc tuyết là người nhà quê đúng nghĩa bình thường không có gì thì bọn họ gần như không quay về còn về nguyên nhân nghe cuộc nói chuyện như vừa rồi thì có thể nhìn ra được ít nhiều ồ đây chẳng phải lạc tuyết sao mấy năm không gặp nghe nói con gái cháu đã lớn rồi cũng không biết bố đứa trẻ là ai chu lệ nhìn lạc tuyết vẻ mặt thoáng chốc trở nên kỳ lạ tiểu tuyết à không phải gì nói cháu con gái phải tự tôn tự ái cháu làm như vậy sau này làm sao mà gả đi được lạc tuyết cả người cứng đờ sắc mặt khi trắng khi đỏ trong lòng vừa có chút ngượng ngùng vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ tuy bà ta nói sự thật nhưng giọng điệu như vậy nào giống như thân thích chứ mà giống như kẻ thù hơn. Mẹ, mẹ nhớ nhầm rồi nhỉ. Sau lưng chu lệ, Dương Ân cười như không cười nhìn Lạc Tuyết, cười lên tiếng. Lúc trước chẳng phải gì đã nói rồi sao? Người đàn ông của chị họ tìm được rồi, đáng tiếc là một tên mù, lại là đồ bỏ đi. À, đúng, con nhắc mẹ mới nhớ. Chu lệ vỗ chán, ánh mắt quét qua, vừa nhìn đã thấy sở bắc. Cậu đứng ở bên kia không nói chuyện kia, cậu là người đàn ông tiểu tuyết, Tên sở gì đó nhỉ? Chậc chậc, tuổi còn trẻ đã mù rồi, còn phải để Tiểu Tuyết nuôi, đúng thật không biết sống được tích sự gì nữa. Làm gì, ăn cơm mềm thôi, nếu không anh ta còn làm được gì nữa? Hai người Chu Lệ và Dương Ân kẻ sướng người hát, nói Sở Bắc không còn gì. Lúc này, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sở Bắc khẽ nhíu mày, nể mặt Lạc Tuyết nên cũng không nói gì. Anh cũng không tội gì đi tính toán với loại người như vậy. Còn sắc mặt Lạc Tuyết còn khó coi hơn cả anh. Cắn chặt răng, trong lòng lại tức giận. Cho dù là thân thích, cũng không nói mấy câu như hai người chứ. Nhưng nể tình đối phương là người lớn nên vẫn phải nhịn xuống. Chỉ là, trong lòng vốn nhiệt tình thoáng chốc đã mất hứng thú. Được rồi, đừng nói nữa, đi vào ăn cơm trước đi. Cuối cùng, vẫn là Chu Cầm đứng ra giải vây. Nói xong thì dẫn theo mẹ con Chu Lệ đi vào trong hai mẹ con hừ một tiếng, cũng không nói gì. Ghét bỏ lướt nhìn sở bắc, bước lớn đi vào trong. Ngay cả chu cầm cũng chừng anh một cái, ánh mắt đầy căm giận. Như thể do sở bắc khiến bà ta mất mặt vậy. Sở bắc, bọn họ là như vậy, anh đừng để ý. Lạc tuyết ái náy lên tiếng an ủi. Không thể không nói, lời bọn họ vừa nói lúc này, thật sự có hơi quá đáng. Không sao, đi vào đi. Sở bắc cười lắc đầu, chỉ bị châm chọc hai câu mà thôi, cũng chẳng phải bị khoét hai miếng thịt. Chỉ cần không đến mức quá đáng thì anh đều có thể nhịn. Một nhà lần lượt đi vào nhà hàng. Mà lần này, thật sự bị Chu Cầm đoán chúng rồi. Nhà hàng này, tuy bên ngoài trông đơn giản bình thường. Nhưng bên trong lại trang trí rất xa hoa, so với nhà hàng ba sao Michelin chắc chắn cũng kém. Vừa đi vào cửa chính thì có một hòn non bộ nhỏ, trên hòn non bộ có cây cầu được chạm khắc bằng ngọc, trông rất tinh xảo. Lại thêm nước xanh chảy quanh, cá chậm chậm bơi trong nước. Làm ra cảnh như vậy, chắc chắn phải trên trăm vạn. Lập tức khiến mẹ con Chu Lệ và Dương Ân kinh ngạc. Ánh mắt gần như có thể phát sáng, chỉ hận không thể đem hòn non bộ này về. Sau phần núi giả, là đủ các loại hoa cỏ, hương thơm sộc vào mũi. Giữa hoa cỏ còn có một con khổng tước đứng đó. Dương Ân dùng tay khẽ chọc vào, phát hiện nó lại động đậy. Lại chật chật tấm tắc Hai mẹ con giống như ông hai nhà quê mới Lên phố vậy Nhìn nơi này trông chỗ kia Trông không khác gì khỉ trong sở thú Thấy vậy Lạc tuyết có gì không hiểu chứ Che miệng khẽ cười Cũng không nói gì Hai vị xin hỏi có gì cần giúp đỡ không Lúc này một nhân viên phục vụ tiến lên Nhìn mẹ con chu lệ Mặc dù vẻ mặt tươi cười Nhưng ánh mắt lại khinh thường Vẫn không che giấu được À chúng tôi chúng tôi đến ăn cơm vừa nhìn dương ân này là đã biết lần đầu đến nơi cao cấp như vậy rồi đối mặt với nhân viên phục vụ cũng không biết nói gì đúng đúng chúng tôi đến ăn cơm có chỗ không sắp xếp cho tôi một chút chu lệ đã không kịp đợi nữa rồi sảnh lớn đã xa hoa đến vậy thức ăn bên trong chắc chắn rất ngon chuyện này nhân viên phục vụ ngây người ánh mắt lại càng khinh thường nhưng khóe miệng vẫn duy trì nụ cười đúng mực. Xin hỏi có đặt chỗ trước chưa vậy? Chỗ chúng tôi đều phải đặt chỗ trước. Đặt chỗ. chương 432 chỉ có thể thành thật đáp thôi. Chu cầm mặt mày hớn hở, muốn tìm lại chút mặt mũi. Nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt lạc tuyết đang tỏ ra bất đắc dĩ. Nhà hàng cao cấp như vậy, bọn họ một năm cũng chẳng đến mấy lần. Chu cầm lại nói thường đến. Quả nhiên, hai chị em này đúng thật là có, tình chị em, sâu nặng. Ừ, bình thường thôi, cũng sánh bằng đẳng cấp chúng tôi. Lạc tuyết cũng thấy mẹ mình quá sĩ diện rồi. Nhưng cô vẫn đánh giá thấp độ mặt dày mẹ con Chu Lệ rồi. Sắc mặt Chu Lệ thay đổi nhưng vẫn không hoảng không sợ như cũ, vẻ mặt như thể đã từng trải đời lắm rồi. Dương Ân cũng phụ họa nói, cũng đúng, nhưng mà bên kia ăn hơi ngấy, đổi khẩu vị cũng không tệ. Lời này vừa nói ra, Lạc Tuyết Suýt cười thành tiếng. Sở Bắc lắc đầu, tuy không nói gì nhưng lần tiên thấy chuyện kỳ lạ đến vậy, cảm giác dở khóc dở cười. Gọi món trước đi. Chu Cầm Liếc nhìn bĩu môi, cũng lười phải tranh cãi. Lật thật đơn ra xem, thì lập tức trợn tròn mắt. Trên thực đơn có đủ các hình ảnh, cần gì có đó. Bay trên trời, đi dưới đất, bơi trong nước, đủ kiểu đủ loại, cách nấu cũng rất kỳ lạ. Chỉ nhìn hình ảnh cũng khiến người ta thèm ăn rồi chỉ là vừa nhìn xuống giá ít nhất bốn chữ số thì chu cầm thoáng chốc thất thần rồi. Nhà hàng này đúng là đẳng cấp thật, chỉ là giá cả này. Tùy tiện gọi một món dây cũng đã bốn con số rồi. Vậy muốn ăn bữa cơm chẳng phải mất đến 5-6 vạn sao? Chu cầm tay khẽ run, trong lòng đau đớn. Chị, tay chị sao lại run lên vậy? Chị không gọi thì em gọi. Chu lệ không chờ được nữa nhận lấy thực đơn, nhưng vừa nhìn giá thì bà ta cũng trợn tròn mắt nuốt nước miếng một cái nhìn chu cầm như xác nhận chị vừa nãy đã nói rồi bữa cơm này là chị mời đúng chứ chu cầm đen mặt nếu nói phải thì chỉ sợ sẽ tốn hơi nhiều đây nhưng nếu nói không phải mặt mũi bà ta trốn đâu được chứ không sai chúng tôi mời đang không biết phải làm sao mới tốt thì sở bắc lại khẽ gật đầu một bữa cơm mà thôi chỉ trên triệu tệ chứ mấy đối với anh mà nói cũng chỉ là chút tiền lẻ đương nhiên anh sẽ không vì chút tiền mà lại làm mất mặt chu cầm và lạc tuyết chị em chúng tôi nói chuyện cậu xen vào làm gì chu lệ lại hầm hừ lập tức mắng sở bắc một câu hừ đừng cho rằng chúng tôi không biết cậu là cái dạng gì cậu ăn của nhà chị tôi ở của chị tôi nơi này nào có chỗ cho cậu lên tiếng à nếu ở thời cổ đại ngay cả tư cách lên bàn cậu cũng chẳng có nữa bà ta mắng mỏ một hồi sở bắc cũng khẽ nhíu mày nhưng nghĩ đến quan hệ với Lạc Tuyết, nên vẫn nhịn xuống. Sắc mặt Lạc Tuyết cũng không tốt, đành nói, gì à, gọi món trước đi. Nói xong, có chút áy náy nhìn sở bắc. Nếu biết trước như vậy, cô chắc chắn sẽ không mời khách. Càng sẽ không tìm một nơi cao cấp như vậy. Này, mẹ em mới nói hai câu mà chị đã chịu không nổi rồi. Chúng ta tốt xấu gì cũng là người một nhà, nếu đổi lại là mấy người ngoài nói, chị còn nổi điên cho người ta nhìn à. Dương Ân không chê chuyện phiền phức mẹ, người ta đã nói mời khách rồi, chúng ta còn khách sáo gì nữa. Mau gọi đi. Đúng, hiếm khi chị mời khách một lần, chúng ta mà khách sáo há chẳng phải quá xa lạ rồi sao. Chu Lệ vừa nghe lời của con trai, ánh mắt lập tức sáng lên. Chị, vậy nhà em gọi món vậy? Đối mặt với câu hỏi của Chu Lệ, Chu Cầm tuy đau xót, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Gọi, tùy ý gọi đi, bữa này nhà chị mời ha ha vậy chúng em không khách sáo nữa hai mẹ con chu lệ và dương ân cầm lấy thực đơn nhìn hình ảnh trên thực đơn nước miếng cũng chảy ra ừ tôm hùm úp này trông không tệ gọi một phần đi không đúng một phần chắc không đủ hai mẹ con chúng ta ăn đâu gọi hai phần gan ngỗng này trông cũng khá tươi cũng gọi hai phần còn có cái này cái này cái này trông cũng không tệ hai mẹ con trực tiếp bỏ qua ba người sở bắc gọi loạn một hồi, gọi sáu bảy món rồi mà vẫn chưa có ý định ngừng. Hơn nữa, nghe tên mấy món kia, rõ ràng là gọi mấy món đắt đỏ rồi. Lạc Tuyết và Chu Cầm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chỉ đành chịu. Chu Cầm đang nhỏ máu trong lòng, một bữa cơm này không đến bảy tám vạn, chắc chắn không ăn. Được, cũng tạm rồi, như vậy đi. Hai mẹ con lưu loát gọi bảy tám món, lúc này mới dừng lại. Chúng ta năm người đủ ăn là được vẻ mặt sở bắc vô cảm tùy tiện nói một câu nhưng vừa nói ra chu lệ và dương ân lại mặc kệ này này vẻ mặt anh là sao vậy không nỡ hay là sao lại không phải anh bỏ tiền dương ân khinh thường lên tiếng chu lệ lập tức phụ hỏa theo đúng vậy làm người phải tự biết mình nếu mời không được thì đừng mời nếu đổi lại mấy người đến chỗ chúng tôi tôi cam đoan tìm nhà hàng còn cao cấp hơn chỗ này Muốn ăn gì cứ gọi tùy ý. Hai mẹ con mỗi người một câu, bộ dạng như thế còn tưởng là nhân vật lớn đã thấy đủ mọi chuyện rồi. Mà bọn họ nói lời này, cũng gộp cả Chu Cầm và Lạc Tuyết trong đó rồi. Chu Cầm sụ mặt, trong lòng không thể nói gì. Chỗ bọn họ có thể tìm ra được nhà hàng kiểu đẳng cấp như vậy đã là không tệ lắm rồi. Lạc Tuyết cũng bất đắc dĩ bĩu môi, vẫn nhịn xuống. Gia, Sở Bắc không phải ý đó, lên món trước đi lúc này chu lệ mới chấm dứt chỉ là ánh mắt nhìn sở bắc vẫn không tốt như trước còn dương ân thì vẫn như cố quyến luyến không buông thực đơn cứ nhìn lại nhìn cũng không biết đang nghĩ gì trong lúc lên đồ ăn chu lệ không biết đang nghĩ gì còn người cứ đảo loạn khi nhìn lạc tuyết tiểu tuyết à, nghe nói cháu là trưởng bộ phận tài vụ tập đoàn lạc thị hay là gì nhỉ tuổi còn trẻ vậy không tệ đấy trần trừ một lúc chu lệ bỗng ít mắt cười lên tiếng không đợi Lạc Tuyết trả lời, Chu Lệ lại thở dài một tiếng. "Ai, Dương Ân chưa tốt nghiệp cấp 3 là đã bỏ học rồi, ra ngoài làm thuê 2 năm, ngay cả tiền xe cũng chẳng kiếm được. Đã sắp 26 rồi, đừng nói là công việc, ngay cả bạn gái còn chưa có. Cháu xem, hay là cháu sắp xếp chút, giúp nó một con đường. Không cần vị trí quá tốt, có tiền lương là được, đương nhiên, nếu có thể làm việc văn phòng thì càng tốt hơn." Mắt Chu Lệ híp lại thành một đường thẳng dáng vẻ híp mắt cười nịnh nọt. So với dáng vẻ khinh thường lúc này, hoàn toàn là hai người khác nhau. Chuyện này, trong lòng Lạc Tuyết cũng không biết phải nói gì. Sao cô không biết, gì đang nghĩ gì chứ? Chỉ có thể thành thật đáp thôi. Dì à, dì hiểu nhầm rồi, cháu đã từ trước rồi. chương 433 vì vậy, đổi sang tiền mặt cũng được. Rõ ràng nếu Lạc Tuyết còn làm ở Lạc Thị thì kiểu gì hai mẹ con nhà này cũng bám giết lấy cô, thậm chí còn bắt cô xếp một công việc cho Dương Ân ấy chứ. Nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy Lạc Tuyết đã thôi việc ở tập đoàn Lạc Thị, họ đã lật mặt ngay lập tức. Hơn nữa, giọng điệu của họ cũng tỏ rõ thái độ coi thường Lạc Tuyết. Đúng là mặt dày hơn cái thớt. Đến Sở Bắc cũng phải cau mày lại. Với thân phận là thần tướng trấn quốc, anh cũng đã trải sự đời khá nhiều. Nhưng hạng người mặt dày cỡ này thì vẫn là lần đầu tiên được thấy. Chu Cầm cũng nhăn mặt lại và thầm thấy bực mình. "Tiểu Tuyết, chúng ta vẫn còn 30% cổ phần của Lạc Thị Cơ mà. Dù bây giờ còn có không làm việc thì hàng năm vẫn được khoảng 7, 80.000 hoa hồng, đúng không?" Nghe thấy thế, Chu Lệ và Dương Ân lập tức ngoái lại rồi nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết. Nhưng cô chỉ thở dài một cách chán trường rồi lắc đầu. "Đổi thành tiền mặt rồi mẹ ạ." "Đổi sang tiền mặt rồi ư?" Chu Cầm ngạc nhiên hỏi, "Đổi được bao nhiêu?" nếu không được một, hai trăm nghìn thì mẹ không đồng ý đâu đấy. Chu Cầm không phải kẻ ngốc, bà ta biết rõ dù họ nắm trong tay cổ phần của tập đoàn, nhưng muốn lấy tiền hoa hồng hàng năm của nhà họ lạc chắc cũng khó như lên trời. Vì vậy, đổi sang tiền mặt cũng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được quá ít. Trông thấy ánh nhìn chăm chú của mấy người ở phía đối diện, lạc tuyết đành giơ ba ngón tay lên. Ba trăm nghìn, ba trăm nghìn cả ba người cùng đồng thanh hô lên. Chu Cầm khá hài lòng với con số này. Còn Chu Lệ và Dương Ân cũng sáng mắt lên, hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau, không biết lại đang suy tính gì. Chương 434 đúng là da mặt dày siêu cấp vô địch. Như chỉ chờ có thế, hai mẹ con nhà kia lập tức ăn như ma đói. Mọi người cùng ăn đi, các món này em ăn chán rồi nên cũng không có hứng lắm. Tuy xua tay nói là vậy, nhưng khi nhìn thấy con tôm hùm, mắt chu lệ như sắp dán vào nó đến nơi. Bác ơi, bác không biết chứ mấy món này nhà cháu thiếu gì đâu. Bao giờ bác đến nhà cháu chơi, cháu sẽ đãi mọi người một trầu. Dương Ân cũng cất giọng thản nhiên, ai không biết còn tưởng nhà cậu ta giàu có lắm. Thấy thế, thế Chu cầm quay mặt đi, không nói gì nữa. Sở bác và Lạc Tuyết chỉ biết lắc đầu. Họ còn lạ gì ý tứ của hai mẹ con nhà này nữa. Đúng là da mặt dày siêu cấp vô địch. Tiểu Ân, nói vừa thôi, đồ ăn nguội bây giờ, tập trung vào chuyên môn đi. Chu Lệ lau nước miếng rồi lấy đúa gạt hơn nửa tôm hùm vào bát mình. Vâng, mọi người cũng tự nhiên đi, đừng khách sáo. Dương Ân xua tay, trông họ cứ như là người mời bữa này vậy. Cùng lúc đó, cậu ta còn gạt nốt nửa con tôm hùm cuối cùng vào bát mình. Mới có mấy phút đồng hồ mà cả con tôm hùm to tướng đều đã nằm im trong bụng hai mẹ con họ đến vỏ tôm họ cũng không thèm nhè ra luôn, lạc tuyết thật sự không biết họ nuốt chỗ vỏ đó bằng cách nào. Nhưng tôm hùm mới là món khai vị của họ mà thôi. Ừm, mẹ ơi, bào ngư cũng ngon phết, mẹ ăn thử đi. Ái trà, bào ngư trong truyền thuyết đấy hả? Cũng thường thôi, ăn có gì đặc biệt đâu. Vâng, còn món gan ngỗng nữa, ngon hơn gan gà có chút xíu thôi à. Hai mẹ con họ động đúa một cái là ăn không ngừng nghỉ tay họ dính đầy dầu mỡ, trông như những kẻ phạm ăn tục uống. chương 435 đúng là tự làm khó mình. Hai mẹ con cứ ăn đi. Chu cầm nói dứt câu rồi sầm mặt xuống. Loáng cái, đồ ăn đã bị hai mẹ họ đánh chén sạch sẽ rồi, bà ta còn gì mà ăn nữa đâu. Lúc này, bà ta đang thấy hối hận, không dừng đi mời hai mẹ con nhà này đi ăn làm gì chứ. Đúng là tự làm khó mình. Lạc tuyết càng thấy chán nản hơn, vốn cô còn thấy hơi đói, nhưng khi trông thấy cảnh ăn uống của hai mẹ con nhà này thì khẩu vị đã bay hết sạch. Sở Bắc cũng cùng suy nghĩ. Một là vì anh không quan tâm, hai là chỉ cần họ không quá đáng thì anh sẽ bỏ qua hết. Khi thấy nhà Lạc Tuyết vẫn ngồi yên, hai mẹ con Chu Lệ cũng mặc kệ. Họ vẫn tiếp tục ăn như gió cuốn mây bay. Nhất là những món đắt tiền, thậm chí họ còn muốn bê cả bát cả đĩa lên để uống cho cả nước suýt. Nếu không vì nhà sở Bắc đang ở đây, lạc tuyết tin chắc hai mẹ con họ sẽ liếm sạch cả bát đĩa luôn Ờ, no quá sau nửa tiếng càn quét hai mẹ con dương ân đã ăn sạch thức ăn trên bàn dương ân ợ một cái rồi hài lòng xoa bụng ừm mấy món này ăn cũng tạm thôi tôm hùm còn hơi nhạt đấy chu lệ vừa xỉa răng vừa nói mặt bà ta tỏ vẻ chưa hài lòng giọng nói cũng có vẻ tiếc nuối đúng đấy mẹ gan ngống gì mà ăn như gan gà ý chẳng ra sao cả Dương Ân xua tay rồi tỏ vẻ chê bôi. Thấy thế, Chu Cầm như muốn phát điên. Mặt bà ta hầm hầm giận dữ. Cả bữa ăn này bét cũng phải bảy, tám mươi nghìn đấy chứ ít à. Mà nào chỉ có vậy, hầu hết đồ ăn đều chui vào bụng hai mẹ con họ rồi còn gì. Dẫu thế, Chu Cầm vẫn có thể nhịn được, nhưng mẹ con Chu Lệ đã được hời rồi còn chê bôi là sao? Sao bà ta có thể nhịn được nữa đây? Audio điện tử võ tấn bền chương 436 cô sắp không chịu được nữa rồi. Sở bắc hờ hững cất lời rồi chậm rãi đứng dậy. Anh không có gì để nói với hai mẹ con nhà này cả. Lạc tuyết gật đầu đồng ý, nhưng đang định đi thì Chu lệ đã cất giọng với vẻ coi thường. Này cậu cháu dễ ăn bám kia, ai cho cậu lên tiếng ở đây hả? Đúng, chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Và lại, chỉ ăn mỗi bữa cơm thế này, con cứ thấy thiếu thiếu sao ấy dương ân đảo mắt rồi nhìn vào thực đơn không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa mẹ con lạc tuyết ngẩn ra chưa kịp hỏi thì dương ân đã liếm môi nói bác ơi chị tiểu tuyết khó khăn lắm nhà mình mới đoàn tụ hay uống một ly để chúc mừng đi cháu vừa thấy có đồ uống đây này hay mình gọi một chai rượu đi dương ân nói với vẻ thèm khát suốt lời cậu ta đã vội vàng cầm thực đơn lên ngay thấy thế không chỉ lạc tuyết mà đến chu cầm cũng cau mày lại. Này, giờ nhà bác có việc phải đi rồi, hay để hôm khác rồi uống nhớ. chu cầm cất giọng với vẻ tiếc của. Rượu ở đây bét cũng ba, bốn mươi nghìn một chai mất. Riêng bữa cơm này thôi đã khiến bà ta xót ruột lắm rồi, giờ lại đến rượu nữa thì ai mà chịu cho nổi. Lạc tuyết cũng nói thêm vào, đúng đấy, uống rượu vào dễ xảy ra chuyện lắm, thôi mình để hôm khác nha. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng ăn cho xong bữa này rồi đi về nhà. Cô sắp không chịu được nữa rồi. Dù Sở bác không nói gì, nhưng nụ cười bên khóe miệng cũng đã biến mất. Hai mẹ con nhà này cứ được nước lấn tới, nếu không vì nể mặt Lạc Tuyết thì còn lâu anh mới ăn nói lịch sự như vậy. Mẹ con em không vội thì nhà chỉ cuống lên làm gì? Chương 437 cậu em họ này của cô đúng là cực phẩm. Hai mẹ con họ tung hứng với nhau, như thể đang tuổi thân lắm còn Lạc Tuyết và Chu Cầm thì là những người rất xấu xa. Hai người, Lạc Tuyết tròn mắt ra nhìn đến mức tức giận. Hai mẹ con nhà này quá đáng thật đấy. Bữa ăn này ít cũng phải tốn của nhà cô Bảy, 80.000 rồi mà họ còn chê thiếu thành ý ư. Họ chẳng cảm kích thì thôi lại còn chê nhà cô tiếp đón không chu đáo. Không biết trên đời còn ai vô sỉ và mặt dày hơn mẹ con họ nữa không? Chu Lệ, gì nói thế là sao? Có mỗi chai rượu thôi chứ gì, tôi mà phải tiếc mấy đồng bạc lẻ ấy chắc mặt chu cầm sám xịt nhưng cuối cùng một người luôn ưa sĩ diện như bà ta đã thỏa hiệp phải thế chứ có mỗi chai rượu thôi mà nhà cháu thiếu gì đâu chẳng qua hôm nay là dịp vui nên cháu mới muốn uống thôi dương ân mừng thầm trong bụng ai không biết còn tưởng cậu ta là con nhà đại gia mất tiểu ân muốn uống gì thì cứ gọi đi con nếu bác con đã nói vậy rồi thì chúng ta đừng khách sáo làm gì Chu Lệ vừa nói vừa ngồi xuống, bà ta cũng chưa từng uống rượu Tây bao giờ, đương nhiên phải tranh thủ cơ hội nếm thử rồi. Ha ha, vậy cháu không khách sáo nữa nha bác. Dương Ân cười tươi rồi xem thực đơn và gọi nhân viên phục vụ vào. Phục vụ, đây là rượu gì, Remy Martin à, lấy một chai này và mấy cái bát nhé, để cả nhà chúng tôi chung vui. Nghe thấy thế thì mặt nhân viên phục vụ nghiệt ra. Uống Remy Martin mà dùng bát ư, kiểu gì vậy? còn ngây ra đó làm gì, nhà tôi tôi không thiếu tiền đâu, nhanh cái chân lên. Dương ân mất kiên nhẫn, bắt đầu quát nạt nên nhân viên phục vụ đành đi làm ngay. Lạc tuyết ngồi ở phía đối diện chỉ biết lắc đầu trong bất lực. Cậu em họ này của cô đúng là cực phẩm. Không lâu sau, rượu đã được mang lên. Nhân viên phục vụ mang mấy cái ly đế cao tới, đang định pha rượu thì đã bị Dương Ân giành mất chai rượu. Được rồi, để tôi tự làm. Dương Ân vội vàng mở chai rồi rót cho mình một ly đầy ứ ự trước. Sau đó, cậu ta uống cạn cả ly luôn. Nhân viên phục vụ há hốc miệng, định ngăn cản nhưng đã muộn. Chương 438 đúng là đồ nhà quê, cho nên trước khi uống cần pha chế thêm một chút. Vậy mà Dương Ân chẳng những không uống rượu pha thêm, mà còn nốc hết cả một ly đầy. Cô nhân viên này đã làm việc ở đây 3 năm, nhưng chưa từng thấy ai uống Remy Martin như thế này bao giờ đúng là đồ nhà quê. nào để con trai kính mẹ một ly. Chu lệ thấy thế thì cũng vội vàng cầm ly của mình lên. Dương Ân rót cho bà ta một ly rồi lại rót vào ly của mình. Sau đó hai mẹ con còn cùng ly với nhau. Chu lệ chỉ nhấp một ngụm nhỏ thì đã nhân mặt. Lần đầu tiên bà ta uống rượu tây nhưng không thích cho lắm, thậm chí còn thấy không ngon bằng rượu quê bán có mấy đồng ở nhà mình. Dương Ân lại nốc lên một ly nữa lúc này mặt cậu ta đã đỏ như đít khỉ. Hai mẹ con họ cứ thế uống với nhau, không có ý định chia sẻ với nhà lạc tuyết. Dương nhiên, dù Dương Ân có mời thì nhà cô cũng không dám uống như vậy. Chai Remy Martin có giá những 38.000 tệ đã vơi quá nửa. Chu Lệ vẫn bình thường vì chỉ nhấp một chút. Còn Dương Ân thì đã lâng lâng rồi. Người cậu ta ngồi trên ghế mà vẫn trao đảo, trông rất buồn cười. Ha ha, chai rượu này cũng bình thường thôi, nhưng ngấm phết đấy. Tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh. Dương Xuyên trao đảo đứng dậy, hung hăng đi ra ngoài. Thấy thế, nhân viên phục vụ tỏ rõ vẻ coi thường. Chỉ muốn đá tên này ra khỏi cửa ngay lập tức. Lạc tuyết thì méo mặt, em họ của cô đúng là hết chỗ nói. Dương Ân vừa đi thì Chu Lệ lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi nhìn Lạc Tuyết. Tiểu Tuyết, cháu nhìn em họ cháu đi, ngần ấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái kiểu gì cháu chẳng có một vài cô bạn, hay giới thiệu một người cho em cháu đi, yên tâm, làm con dâu nhà gì thì chắc chắn sướng khỏi phải nghĩ. nghe thấy thế, nhà lạc tuyết chỉ biết câm nín. nhìn dương ân kiểu này thì ai mà làm vợ cậu ta chắc sẽ khổ cả đời mất. dì ơi, bạn của cháu lấy chồng hết rồi à? lạc tuyết không suy nghĩ nhiều mà từ chối ngay. sao cô có thể nhẫn tâm lừa bạn mình đâm đầu vào đống lửa được? kiểu người như dương ân chắc sẽ lông bông đến hết đời mất. Thế à? Chu lệ như vẫn không cam tâm, nhưng thấy Lạc Tuyết không có hứng thú lắm nên cũng đành thôi. Chương 439, bà nói xong chưa? Này, cậu điếc đấy à? Không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Thấy Sở Bắc không đáp lời, Chu lệ lập tức nổi nóng. Bà ta trợn mắt, như có mối thù sâu đậm với Sở Bắc lắm. Nếu con trai tôi mà có chuyện gì thì cậu có chịu trách nhiệm được không hả? Bà ta nói xong, một lát sau sở bác mới ngẩng đầu lên. Đó có phải con trai tôi đâu mà tôi phải lo. Sở bác khoanh tay trước mặt với vẻ điềm nhiên. Cậu, cậu ăn nói với người lớn thế đấy hả? Nghe thấy vậy, chu lệ lập tức bùng nổ như một thùng thuốc súng. Cái loại ăn bám như cậu được tôi cho ngồi chung bàn là nể mặt cậu lắm rồi đấy biết không? Đừng có mà không biết điều. Chị, chị xem lại con rể mình đi nhé, không biết trên dưới gì cả nếu ở chỗ em thì nó phải dập đầu xin lỗi rồi đấy. Sở bắc vẫn không nói gì, còn Chu lệ càng nói càng hăng và quá đáng. Dù Chu cầm luôn có thành kiến với sở bắc, nhưng bây giờ cũng thấy em gái mình quá quát. Dì ơi, để cháu bảo cháu anh ấy đi, dì đừng nói nữa ạ. À. Lạc tuyết không nghe nổi nữa nên bèn nói đỡ cho sở bắc. Nhưng Chu lệ nào có chịu thôi. Tiểu tuyết, cháu nói thế là sao hả? Chúng ta mới là máu mủ ruột ra, còn nó chỉ là người ngoài thôi sao cháu lại thiên vị thế dì nói cho cháu biết loại người như thằng này thì cháu đừng có chiều quá phải gian đe nhiều vào thiếu đòn một cái là nó vểnh mặt lên tận trời đấy chu lệ cất giọng cay độc vừa nói một cái là không ngừng nghỉ lạc tuyết chỉ thấy chán nản nếu chu lệ không phải gì của cô thì chắc cô cũng dở mặt luôn rồi tiểu tuyết dì chẳng hiểu sao cháu lại lấy cái thằng này nếu là dì nhớ thì dì đã đá nó lâu rồi hay cháu nghe gì, bỏ quách nó đi, với điều kiện của cháu thì kiếm chồng mới không khó đâu. Chu Lệ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Vừa nói dứt câu, bà ta chợt dùng mình, chỉ thấy nhiệt độ trong phòng như đã giảm xuống rất sâu. Bà ta vừa mướt mồ hôi trên trán, mà giờ đã khô cong rồi. Chu Lệ vừa ngẩng lên thì thấy Sở Bắc đang nhìn thẳng vào mình. Dưới cặp kính dâm ấy, hình như là vực sâu thăm thẳm. Thấy thế, bà ta cảm giác ra đầu mình như tê dại, Chương 440 không phải có chuyện gì rồi chứ? Anh không còn là tên vô dụng bám váy vợ nữa, mà là sứ giả địa ngục đáng sợ. Chỉ với một ánh mắt đó, cũng đủ khiến bà ta khiếp đảm. "Cậu, cậu định làm gì?" Chu Lệ bước lùi lại, giọng điệu cũng đã khác hẳn. Vì ánh mắt của Sở Bắc quá đáng sợ. "Hả?" Sự thay đổi này khiến Lạc Tuyết và Chu Cầm thấy khó hiểu. "Có chuyện gì vậy? Sao Chu Lệ lại thay tâm đổi tính thế?" sở bắc vẫn tỉnh bơ không nói gì tuy thế nhưng khí thế của anh vẫn khiến chu lệ cảm thấy khó thở lúc này trong mắt chu lệ có vẻ hoảng loạn khi bà ta không biết vấn đề nằm ở đâu thì cửa phòng bao đã bị người ta đẩy mở bọn họ ngẩng lên thì thấy dương ân lảo đảo chạy vào cậu ta cúi ngầm mặt mặt thì tái nhợt như thể gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm con trai sao giờ con mới quay lại gã họ sở này bắt nạt mẹ ơ con sao đấy chu lệ gọi nhưng dương ân không trả lời khi cậu ta ngẩng đầu lên thì chu lệ giật nảy mình mặt dương ân trắng bệch mặt thì có vết bầm bước đi thì lảo đảo trông rõ ràng là bị ai đó đánh đến chu cầm và lạc viết cũng ngẩn ra khi thấy vậy dương ân đi ra ngoài cả một lúc lâu khi về thì bầm tím mặt mày không phải có chuyện gì rồi chứ không không sao con bị ngã ấy mà dương ân lý nhí giải thích một câu song vẫn không dám ngẩng mặt lên con trai ngã đâu ra rõ ràng là bị người ta đánh đấy chứ chu lệ nhìn ra ngay bà ta tức đến mức giơ tay chống nạnh như một người đàn bà tranh chua con trai nói cho mẹ biết đứa nào đánh con mẹ sẽ xử lý nó cho con đây là con trai bảo bối của bà ta ai dám động tới chu lệ quyết sống mái với kẻ đó mẹ con đã bảo là không sao rồi nếu ăn xong rồi thì mình về đi Dương Ân tức đến mức dậm chân rồi nhìn nháo nhát xung quanh. Dáng vẻ trột dạ này, Lạc Tuyết và Chu Cầm liếc cái là nhìn ra ngay. Dì ơi, nếu em ấy đã nói vậy thì mình về đi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 440.